Hello, xin chào tất cả các bạn quay lại channel Riding On. Mình có một số vấn đề về sức khỏe nên hiện tại clip Coro SA phần 2 mới được ra mắt. Đây sẽ là clip nói về những form còn lại của SA, nhưng tất nhiên những form cuối sẽ đợi cho phần 3 nhé. Legend Rider cũng như là Level 39 đặc biệt với Baroque, đó sẽ là những form sẽ được mình giới thiệu trong clip hôm nay. Mình là Riding On, bắt đầu clip nào. Hẹn xin. Legend Rider Gapshot của God được SA sở hữu trong movie V-Search với Pac-Man. Đây là sản phẩm do Dan Kuruto nghiên cứu và chế tạo ra từ chiếc icon của God, giúp anh có những khả năng tương tự như God trong trận chiến cùng Cabra God trong hình dạng SA chống lại Pac-Man ở trạng thái khổng lồ của hắn. Legend Rider Gapshot. Đây là những chiếc Gashat mà SA có được sau trận chiến với Dr. Pac-Man. Ban đầu anh chỉ sở hữu đúng một chiếc Gashat là của God. Trận chiến với Dr. Pac-Man tưởng chừng đã kết thúc. Tàn dư của hắn cùng với những tên Burgaster vẫn còn ở đó. SA đã tình cờ chạm mặt một tên và chuyển hóa hình dạng God là Level 2 nên có hình dạng tương tự một Common Rider, hay chính xác là nguyên bản của SA được điểm tô bằng màu đen và cam của God. Phần thân của anh ấy không còn biểu tượng những bình máu mà là những đường viền màu cam tượng trưng cho icon của God. Gương mặt vẫn của God nhưng được điểm tô bằng cặp kính trắng của SA, tạo thành một form kết hợp hoàn hảo giữa cả hai Rider. Khả năng của form này tương tự như God, với sức mạnh của hồn ma tấn công kẻ thù vô cùng bất ngờ. Đòn tất sát của anh mang tên Kaigan Risco Strike. SA sẽ cùng với God SA Damashi cùng thực hiện một cú Rider Kick với luồng lửa cam bao phủ cơ thể, tấn công kẻ thù linh lực và nghiền nát chúng bằng cú Rider Kick. Trận chiến vẫn chưa hề kết thúc. Để đối mặt với tên này, anh đã được sự giúp đỡ của Dan Kuruto, lúc này vẫn chưa lộ bộ mặt thật của hắn là Color Game, nhận sự giúp đỡ từ chiếc Gashat có chứa đựng sức mạnh của những Legend Rider khác, hay chính xác lúc này là Dry. Anh ấy đã tận dụng hoàn toàn sức mạnh của Dry để gia tốc tấn công liên hoàn hắn. Hình dạng của Dry cũng tương tự với lại hình dạng của God, với toàn bộ cơ thể vẫn cơ thể của SA được điểm tô bằng màu đỏ cùng với những viền bạc đặc trưng cho màu sắc của Color Dry. Phần thân của anh ấy bằng hình dạng giống như chiếc bánh xe, phần thân sau là gương mặt Color Dry và phần mặt của anh ấy cũng như vậy là Dry nhưng với cặp kính trắng của SA. Khả năng chính là gia tốc cũng là đặc trưng nhất của form này, với đòn kết liễu mang tên Full Frost Critical Strike. SA sẽ tập trung sức mạnh vào chân phải của anh ấy, làm cho nó tạo ra một luồng sáng rực lửa. Khi anh lao vào kẻ thù sẽ tạo những chiếc lớp xe xoay quanh kẻ thù tấn công dồn ép chúng, tương tự như cách Dry ra đòn kết liễu. Lại phải tiếp tục tham chiến bằng chiếc Legendary Rider Gashat thứ 3 của Gom để chiến đấu với tên Burgaster có khả năng kiếm thuật vô song. Cả hai người lao vào nhau như hai vị chiến tướng. Tạo hình của Gom có lẽ là tạo hình được coi là đẹp nhất, với tông màu được thay đổi bao gồm vàng kim, cam metallic cũng như những viền bạc. Phần thân giữa của anh ấy cũng tương tự như vậy, và không thể nào không nhắc tới phần sừng đặc trưng của chiếc mũ trụ của Color Game. Điều mình thấy khá tiếc ở form này là nó dựa trên SA quá nhiều mà bỏ đi những phần giáp nổi bật nhất của Color Game, nhưng dù sao thì đây vẫn là form do SA biến hình, vẫn có thể xem là form chấp nhận được. Khả năng kiếm thuật của form này gần như thượng thừa và đánh ngang ngửa tên Burgaster thiên về kiếm thuật. Đòn tất sát của anh mang tên Todoken Ritko Finish. SA sẽ tấn công kẻ thù bằng thanh gươm của mình, bao bọc hắn bằng một trái cam khổng lồ bằng năng lượng, sau đó tung hàng loạt cú chém và hỏa hủy hoàn toàn chúng. Trước sức mạnh từ chiếc Gashat mới, Game dễ dàng tạo ra những Legendary khác. Nhận được sự giúp đỡ của Ray và Snipe, cả ba có được những chiếc Gashat từ Dr. Pac-Man, với những trò chơi kinh điển thời sơ khai của những trò chơi điện tử. SA được kế thừa trò chơi tinh túy nhất của Action Game, đó là Pac-Man. Trò chơi bạn sẽ đi ăn những vật thể khác để lớn mạnh hơn và thoát khỏi sự truy đuổi kẻ thù. Đúng với tên gọi của nó, SA mặc dù được tái chế từ form Gatoki Robot, nhưng anh ấy không hoàn toàn sử dụng được khả năng đánh đấm cũng như sức phòng thủ, mà đơn giản chỉ là cắm đầu chạy giống như Pac-Man. Trốn chạy cũng không phải là cách duy nhất của SA chiến đấu. Tìm ra được ánh sáng của đời mình, SA đã thu nhặt nó và chuyển mình từ con mồi trở thành kẻ săn mồi.
tấn công lại bằng sức mạnh của Pac-Man. Tạo hình của form này tương tự như Getokisu Robot được sơn màu lại phù hợp với Pac-Man, là đặc trưng là vàng. Tay khổng lồ của form robot đã chuyển hóa thành cặp nắm đấm với tông màu tương tự như Pac-Man, chuyển qua trạng thái săn mồi, khả năng sử dụng hai nắm đấm này như một võ sĩ thật sự. Và đòn kết liễu của anh mang tên Puck Critical Strike, SA sẽ nhảy lên bầu trời, dùng chân và tay của mình tạo thành gương mặt của Pac-Man, tấn công hắn bằng cú cắn nguyên thoại của Pac-Man. Proto Bakso Bike nhận được tin nhắn Kamen Rider Laser để lại, phá giải một trò chơi và tìm ra những bí ẩn xoay quanh tập đoàn Game Corporation cũng như trò chơi nguyên thoại Kamen Chronicle Game đang muốn che giấu. Họ phải tham gia trò chơi truy tìm kho báu, giành lấy được bí ẩn xoay quanh tất cả mọi thứ. SA đã tham gia và giải được câu đố đầu tiên khi chuyển hóa mình thành một tên Burgaster để có được đường đến kho báu. Nhưng khi đến nơi, anh đã bị chặn bởi một bản thể khác của Color Game. Mặc dù không thể vượt qua ngay trong vòng chơi đầu tiên, nhưng anh đã nhận ra một điều gì đó, quyết định cùng hợp tác với Laser trong chính trò chơi này. Mặc dù biết anh không thể nào là con người thật mà chỉ là một ảo ảnh do trò chơi tạo ra, với sự trưởng thành của SA đã làm Laser lấy động, cả hai cùng hợp tác với nhau để đánh lạc hướng game và lấy được kho báu. Trong kho báu không phải là những thứ gì đặc biệt mà lại chính là những chiếc Roto Gatsat. Chọn một chiếc bất kỳ và đó lại tình cờ hai là chiếc Bakso Bay. Thứ sức mạnh đại diện cho Color Laser, anh đã chuyển hóa để đối đầu với Sakariki Sport, chiếc xe đạp của game. Tạo hình của anh như kết hợp giữa Laser, hình cùng vẽ xây với tông màu vàng là một bộ giáp. Mặc dù là level 0 nhưng tạo hình và thiết kế của anh rất giống với những level 3 mà những rider khác sở hữu. Mặc bộ giáp vàng chóe lên người cũng như phần tóc của anh ấy được chuyển hóa thành màu vàng, khá liên tưởng tới Silsia, mặc dù form này cũng phế chứ không mạnh mẽ gì. Và đôi tay của anh được trang bị hai phần là hai chiếc bánh xe của chiếc xe máy Bakso Bay, phần tay phải màu vàng và phần tay trái có viền bạc. Mặc dù tay phải nhìn rất giống khẩu súng nhưng anh lại thường xuyên dùng nó để tấn công kẻ thù cận chiến mà thôi. Và đặc trưng nhất của nó chắc chắn phải là tốc độ được tạo ra từ một form liên quan tới xe máy rồi. Tấn công cực nhanh cũng như áp đảo hoàn toàn sức mạnh của Color Game sở hữu. Đòn tất sát mang tên Bakso Critical Strike, SA sẽ ném hai chiếc bánh xe của mình vào phương kẻ thù. Hai chiếc bánh xe tấn công và ép chặt kẻ thù. Trong lúc này, SA sẽ ra một đòn Rider Kick tấn công và tạo thành một thế gọng kìm nghiền nát và không cho kẻ thù bất kỳ lối thoát nào. Form cuối cùng trong clip lần này là level 39. 39 có rất nhiều ý nghĩa, có lẽ nó cũng là bước để chuyển hóa sang level 50, hay dịch nôm na trong tập phim là lời cảm ơn mà SA muốn dành cho Paradox khi cả hai đã cùng nhau chiến đấu qua quá nhiều cuộc hành trình. Đây cũng là bộ phim sau khi tất cả mọi chuyện trong series chính diễn ra, được tạo hình cũng như lời thấu hiểu giữa cả hai rider, kết hợp hai chiếc gai sát chưa hoàn thiện do Dan Kuruto trao cho họ để bước vào trò chơi giải cứu cho Bobby. Cả hai đã hoàn thành trò chơi và đối mặt với tên Burgaster Perfect Burzo, và không còn gì khác chiến đấu thích hợp với hắn hơn là Knockout Fighter, nhưng với tên gọi là Knockout Fighter 2, có thể là đối kháng hai người, cũng có thể là cấp độ cũng như phần 2 của trò chơi, cũng được tạo hình từ Getosu Robot nhưng đơn giản hơn nhiều so với lại form của Pac-Man, và tông màu là đen và cam, với lại phần ngực, phần gương mặt của nấy cũng được sơn màu tương tự một màu đồng. Form đơn giản kết hợp Paradox tạo nên hai form đấm bốc dồn ép tên Perfect Burzo. Không phải đơn giản mà hắn được trò chơi xếp hình, họ phải tìm ra điểm yếu của hắn với những ký tự số trên khắp cơ thể. Và đáp án cũng chính là level của form 39. Cả hai cùng tấn công tên Burgaster bằng đòn tất sát mang tên Knockout Critical Knuckle. Cả SA cùng Paradox tung một cú Rider Punch cực kỳ mạnh mẽ vào kẻ thù, bao phủ cánh tay họ là luồng năng lượng tương ứng với họ. Luồng năng lượng đỏ xoay quanh Paradox, nguồn lượng màu hồng xoay quanh SA, dán vào hai con số 3 và 9 trên cơ thể của hắn, chiến thắng trò chơi một cách vô cùng hoàn hảo. Khi hai ta cùng phối hợp với nhau, chúng ta là Muteki. Đó là những form trong phần 2 về Color SA. Các bạn thấy ngoài hình dạng Go Rider của SA, hãy comment phía dưới cho mình nhé. Còn những form còn lại của SA, từ form Mighty Brother WS cho tới hình dạng Muteki hay VR SA,
mình sẽ có trong clip phần 3. Mình là Ryan On, cảm ơn các bạn rất nhiều. Cảm ơn chị. Bye.